Rồi, xin thưa với bà con cô bác, hiện tại Bamigo đang chuẩn vào cái đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tốc độ 60 km/h, tối đa là 100 cây số/h. Mình vừa mới vào luôn bà con, thì hôm nay hành trình của Bamigo là đi về miền Tây, đó là miền Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Để trên đường đi coi Bamigo có cái gì thấy có cái gì được thì ba mình còn quay phim chia sẻ với bà con cô bác. Thì đây cái đường mình mới vào đây, vừa mới vào thôi là mình vào địa phận tỉnh Long An nha bà con. Rồi, vậy là mình chính thức là mình chia tay Sài Gòn rồi đó. Thì Sài Gòn ngày hôm nay ở bên Long An ngày hôm nay là 6:55, nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C. Ngày 27 tháng 10 2024. Ủa mà sao người ta gạch chữ Long Thành vậy? Người ta bỏ cái địa điểm đó. Do ba mẹ cậu quay phim đó cho nên ba mẹ cậu chạy lên trong, mà có cái hàng xe tải này phía trước đây nó đang rùa và cậu nó đi cái tốc độ chưa tới 60 cây số/h nữa. Ba mẹ cậu qua mặt nữa nha. Đây là lên ở ngoài nè bà con. Bà con cô bác để ý bên tay phải nó có cái biển để cho mình biết cái tốc độ mình cần phải chạy bà con. Hiện tại thì cao tốc 100 cây số nhưng mà đang là 80 cây số/h nè. Ở đây bắt đầu nó giảm xuống còn 60 nè. Là tức có nghĩa là đây là cái đoạn đường nó đang giảm tốc độ. Mình mà vượt qua 60 cây số/h là phiền á. Tới đây mình giữ 60 cây số/h tối đa nha bà con. Cái con đường này là nối vô cái đường mà cao tốc Bến Lức Long Thành đó bà con. Là mai mốt á, là những ai từ miền Tây lên á, thay vì chạy thẳng vô Sài Gòn rồi đi qua cái cầu Hầm Thủ Thiêm rồi để mình đi vô cái cao tốc Long Thành Dầu Dây, thì mai mốt mình sẽ rẽ cái hướng ngay đây luôn, là mình băng thẳng vào cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn, ơi Bến Lức Long Thành luôn, mình khỏi phải đi xuyên qua Sài Gòn thì nó sẽ nhanh hơn. Giống như là mai mốt mà ba mày còn muốn đi Vũng Tàu á hoặc là đi Đà Lạt á, hay gì ba mày còn phải vòng vô Hầm Thủ Thiêm gì cho xa, ba mày còn sẽ leo lên cao tốc ở đây rồi bắt đầu ba mày còn sẽ dùng cái con đường này, ba mày còn đi thẳng ra luôn thì tốn khoảng 15-20 phút là mình sẽ tới đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn. Chứ còn mà nếu mà giờ chưa có cao tốc, bây giờ mà ba mày còn muốn đi lên cái cao tốc Long Thành Dầu Dây là ba mày còn phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ nha mọi người, không giỡn đâu, đi xuyên qua chưa kể là kẹt xe nữa, mệt lắm. Rồi thường ở trên mỗi cái cao tốc của Việt Nam á, bà con bác có thấy người ta để cái bảng người ta hướng dẫn đó bà con, đó đã uống rượu bia không lái xe, giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông. Có hai cái điều này là điều được hướng dẫn ở trên cao tốc. Rồi giờ mình được phép tăng tốc rồi bà con, hết bị giới hạn tốc độ rồi. Bên tay phải bà con bác nhìn thấy là có những cái đèn ở bên những cái trụ điện á. Xe tải này nó chạy chậm quá mà nó chạy phía lên ngoài nè bà con. Thường nguyên tắc văn hóa và giao thông đó là xin thưa bà con bác, khi mà bà con bác mà chạy chậm đó, là bà con bác chạy lên trong nha bà con. Nhưng mà ở Việt Nam mình có những chiếc xe chạy rất là chậm nhưng mà nó lại bơm ra phía bên ngoài nó chạy. Đáng lý mà nguyên tắc mà chạy chậm đó là phải chạy lên trong này nè bà con. Mà từ khi mà cái cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương này bà con không có thu phí vé đó thì bắt đầu là hàng loạt chiếc xe container nó leo lên đây mà con. Hồi xưa cái cao tốc này container ít lên lắm, tại vì mỗi lần mà lên là đóng phí cao lắm cho nên đa phần là mấy xe container nó đi đường quốc lộ 1. Còn từ khi mà được miễn phí á, bắt đầu cái hàng loạt cái xe leo lên đây chạy,
rồi chạy tới ra tới Mỹ Tho bắt đầu là mấy cái xe này nó là đi xuống bà con, tại vì đi lên tí xíu nữa là nó phải đóng tiền cho nên nó không chạy nữa, nó sẽ xuống ra quốc lộ 1, nó đi được quốc lộ 1 tiếp. Lát nữa đây ba Michael sẽ ghé vô một cái trạm dừng chân để ba Michael đổ xăng, thì ba Michael sẽ cho bà con bác xem cái cách đổ xăng ở Việt Nam mà khi đi xe hơi như thế nào ha. Còn mà đổ xăng đi ở mấy nước ngoài á thì xin thưa bà con cô bác, thì bà con cô bác cũng có những cái trạm giống như nhiều cái trạm xăng vậy đó, giống như một cái trạm dừng chân ở nước ngoài, mấy cái trạm xăng nó giống như một cái trạm dừng chân nhỏ ở Việt Nam vậy bà con. Rồi khi mà bà con đút xe vô rồi bà con bấm bấm số, bà con bấm đổ gì, bà con bác phải tự mở nắp xăng, bà con bác phải tự đổ ha. Rồi sau khi mà bà con bác đổ xong rồi bà con bác sẽ đi vô cái quầy, bên trong cái quầy nó giống như cái trạm dừng chân của mình đây nè. Rồi sau đó bà con bác thanh toán tiền, cũng có thể là mua đồ ăn gì đó, cũng có bàn ghế để mình ngồi ăn luôn. Nó giống như một cái trạm dừng chân nhỏ nhỏ, có nhà vệ sinh luôn. Bây giờ đang đi với vận tốc là 82-80 km/h nha bà con. Rồi khi nào tới tạm dừng chân ba mình còn quay tiếp ha, giờ để ba mình còn nghe nhạc. Xin thưa bà con cô bác, có hai chiếc xe nó rùa nè, một chiếc xe tải bên trong này nó rùa, rồi bên kia một xe container nó rùa, thế là nguyên một dàn xe này bắt đầu ở đây là đánh võng qua lại bà con. Đó bà con cô bác thấy không, mấy xe container để leo lên cao tốc nó chạy rùa lắm. Đây là dừng lại cao tốc đi tiểu rồi bà con. Xe tứ phương. Rồi đó, thêm chiếc xe du lịch, xe 4 chỗ này trên đây cũng bắt đầu rùa. Sáng sớm ở trên cao tốc là người ta chạy rùa rùa bà con. Tại ba mẹ cậu đang đi là tốc độ là 67 km/h. Đó, giờ bắt đầu ba mẹ cậu phải đánh lên lách ra ngoài đây. Đó. Đó, bà con bác xem không? Ở Việt Nam mình nó leo lên cao tốc đi là đi chạy thành đàn giống như đi đường trong phố vậy bà con. Xe 4 chỗ trên kia nó qua cái bắt đầu tới đó nó lại chạy rùa rồi bà con có thấy không? Giờ ba mày còn muốn đạp ga lên không được nè. Đó, bên trong thì gặp một chiếc xe rùa, phía trước nó cũng một chiếc xe rùa. Rồi thế là giờ mà mình muốn mà lực lên đó là mình phải bóp vô bên trong. Rồi ở trên kia xa xa ba mày còn thấy có hai chiếc xe container nó chạy hai lên luôn. À, lên trong lên ngoài luôn là thế là một dây kéo dài. Chưa có một cái cao tốc nào mà người dân lại mong muốn là thu phí bằng như là cái cao tốc này mà không? Tại vì khi mà có thu phí thì hạn chế mấy cái xe bự bự, tại vì mấy xe đó phải đóng tiền nhiều lắm cho nên nó đi đường quốc lộ mà. Hình như là bạn ngồi thấy sắp tới trạm dừng chân rồi đó bà con. Bà con bác thấy mà mày gọi ra đúng không, có hai chiếc xe container trên đó nó chạy hai lên luôn, nó chấn ngang đường luôn, là nguyên một dàn xe con này bắt đầu đi rùa đi theo rồi bà con bác thấy không.
xe container thì nó chạy nhanh không có được cho bà con, nó chạy nhanh thì cũng nguy hiểm lắm, nhưng mà đáng lý là nó phải chạy vô một lane bên trong thôi. Ở tới đây mà mình còn phải thỉnh thắng lại nữa. Rồi giờ mình sẽ ghé vô trạm dừng chân nha bà con. Xe đó không ạ? Ừ. Đi về Cà Mau á. Xe đó đi Vũng Tàu, Cà Mau. Đồng Nai đó. À, bây giờ mình sẽ vô trạm dừng chân nha bà con. Ba mẹ gọi đầu tiên sẽ đi đổ xăng. Sau đó thì mình sẽ ghé vô mình mua ly cà phê rồi ăn cái bánh bao hay gì đó, rồi mình tiếp tục mình lên đường đi về Bến Tre. Bình thường ba mẹ gọi sẽ ghé nhà hàng Trung Lương mà lần này mình khỏi ghé nha bà con. À, đây là một cái điểm trạm dừng chân nè bà con. Có trạm dừng chân mới bên này, vậy là mình sẽ ghé trước rồi mình đổ xăng sau bà con. Thì giờ để ba mẹ cậu ghé vô ăn trước nữa. Ủa sao? Tại vì đổ xăng trên kia là mình mất công mình quay đầu lại, giờ mình vô mình mua đi rồi chắc nữa mình ra cái mình đi luôn. Thì giờ mẹ xuống mẹ mua đi, ba qua ba đổ xăng. Mất công mẹ đi bộ lên đó, xa lắm. Rồi, thì đây là một trong những cái điểm dừng chân. Cái điểm này nhìn cứ quen quen á ta. Ủa? Bảo vệ hướng dẫn luôn nè, thấy không? Cái này lần trước mình đi Cần Thơ mà. Đúng rồi, thì hầu như ai cũng phải ghé đây hết. Hèn chi con nhìn đâu thì thấy nó cứ quen quen hết ta. Lần trước mình đi Cần Thơ, mình đi đường này, mình đi chỗ này mà. Xin thưa bà con cô bác, mới vừa trải qua một trận mưa xong. Giờ ba mẹ cậu dẫn bà con cô bác đi đổ xăng đây. Đây là một cái trạm dừng chân. Giờ ba mẹ cậu chạy qua bên kia xăng bên kia bà con. Hình như ở đây là cái độ cao độ thấp đó, nó cái xe nó hơi bị xéo, nó bị nghiêng á bà con. Lối ra nè. Giờ mình chạy thẳng vô cái cây xăng mình đổ nè. Bà con cô bác mà để ý á, cây xăng ở đây. Mình lậu vô cái mình đi kêu nó đầy bình. Đầy bình á. Rồi mình kéo khiến lên mình kéo khiến lên mình ngồi mình đợi. Rồi bây giờ mình móc tiền ra, ở đây nó có cái bảng số đồng hồ á bà con cô bác, để ý trên mỗi cái cây trụ á nó có một cái biển số đồng hồ. Xe của ba Mico á, ba mẹ cậu ít khi nào mà để nó cạn bình lắm bà con. Tầm khoảng một cái bình xăng mình chia ra là 4 mức đi, thì ba mẹ cậu khoảng chạy khoảng 3 phần là ba mẹ cậu đổ à. Hiếm khi nào ba mẹ cậu để tới cạn bình lắm. 650. Rồi 700. Rồi cảm ơn. Rồi xong.
Nó về là đổ xăng xong rồi đó bà con. Giờ để mà mới còn kiếm cái chỗ để mình lúc mà đầu xe vô. Rồi, qua bên này. Mấy mẹ con nó thích bên này hơn bên kia. Xin thưa bà con bác, đây là cái cầu Tân An nè bà con. Cái cầu này là bắc qua cái dòng sông Vàm Cỏ Tây nè. Do là buổi tối đường về Sài Gòn á bà con, nó kẹt xe nhiều quá, trên cao tốc cũng kẹt xe nữa, cho nên ba mới cầu chọn cái đi đường quốc lộ. Cầu Tân An nè bà con. Đúng chứ. Cái cầu Tân An này là hồi xưa là nổi tiếng trước năm 75 á, là cái vụ án mà còi hụ Long An đó bà con, là nó bắt đầu từ cái chỗ mà Long An này nè, cái cầu Tân An này nè. Cầu Tân An này kéo dài tới bắt đầu cái điểm mà cuối cùng là cái điểm Bến Lức đó. Cái dàn xe mà có quân xa mà có, không biết bà con cô bác có biết cái vụ còi hụ Long An không? Rồi giờ mình xuống, hết cầu Tân An. Đây, cái cầu Tân An này là bắc qua cái con sông Vàm Cỏ Tây nha bà con. Chúng ta sông Vàm Cỏ chúng ta có hai cái sông, một là sông Vàm Cỏ Tây là cái con sông này nè, với thêm một cái con sông Vàm Cỏ Đông. Vàm Cỏ Đông là ngay chỗ cầu Bến Lức. Lát nữa ba mẹ còn tới cầu Bến Lức rồi ba mẹ còn quay cho bà con bác xem. Nói xét về hai con sông đó, thì con sông Vàm Cỏ Tây này nó ngắn hơn cái con sông Vàm Cỏ Đông. Tại vì con sông Vàm Cỏ Đông thì nói chung hai con sông này nó cũng đều hướng ra biển hết, nó sẽ nhập chung lại để nó xa một cái con sông và nó đi về cái sông Cần Giuộc đó bà con. Hai con sông này nó đều nhập về một cái con sông đó để nó đi ra biển là ngay chỗ cái cửa Cần Giờ đó. Thì riêng cái con sông mà Vàm Cỏ Đông đó, thì nó sẽ dài hơn nha bà con. Nó dài lắm, nó kéo dài qua tên tới Cao Nguyên luôn á, là qua Campuchia á, nó đi lên tới Tây Ninh rồi nó vòng vòng đâu trên đó rồi nó qua cái bên Campuchia, thì cái thượng nguồn nó nằm trên đó. Đó, chúng ta đang ở trong thành phố Tân An nè bà con. Như ba mày cậu đi buổi tối quá, ba mày cậu không thấy đường rõ, không biết có lộn hay không. Trời mới mưa không ạ? Nãy lúc ba đang chuẩn bị chuyển xe có trời mưa không? Không biết, ở đây nó vừa mới trải qua cơn mưa đó bà con.
Dạ đúng rồi, nãy cái cầu nãy là chắc cầu Tân An đó bà con. Tại tối quá bà mới còn không nhìn thấy rõ. Ở đây có một cái dòng xe bự ơi là bự nè, không biết dòng xe gì. Dòng xe Tân An hả? Ồ, vậy là ở đây là có cái đài liệt sĩ nè hay là cái gì nè? Vàng Thú nè, Mỹ Lạc nè, Thủ Thừa, Tân Trụ nè, à, thành phố Tân An. Ô, ở đằng kia có một cái biệt thự bự quá bà con. Đẹp quá trời luôn, nghe dòng xây nè bà con. Dòng xây thành phố Tân An nè bà con. Bà con quát nhìn bên tay trái nha, bà mới còn thấy từ xa xa là giống như một cái lâu đài cung điện nguy nga luôn rồi đó. Không biết có ai nè. Ồ, đẹp quá trời luôn, ban đêm lên đèn đẹp quá. Ồ, bên tay trái có một cái biệt thự đẹp quá bà con. Trời ơi, có cái chớp nữa, chớp tháp à, này ở đó bên tay trái kìa, không biết bà con có bác thấy không. Ờ, à, đẹp lắm bà con. Dàn đèn đẹp, trời ơi cổng cũng đẹp quá trời nè. Wow, trời ơi. Cái sân bự. Bự chà bá luôn, biệt thự đẹp lắm. Đẹp muốn một xây. À. Xây cái kiểu nhà kiến. Rồi cái đường xá giờ nó tối thui à. Bên tay phải là bà con bác thấy người ta bán bánh tráng nè. À, bà con bác ha, bà mày còn thấy bán bánh tráng trộn dưới Long An này nổi tiếng bán bánh tráng rồi bà con. Rất nhiều luôn á, bà mày còn thấy bán bánh tráng trộn cái khúc ngay đây nè, ngay tổ Tân An nè bà con. Bán bánh tráng trộn nhiều lắm. Trời tối quá, không biết bà con có bác thấy phim đâu mà xem phim có thấy gì không. Ba một dọc luôn bà con, bên tay phải nè có bán nước trà tắc nữa nè, nước mía. Cái đường ở đây nó chạy mà cái xe nó muốn đảo luôn bà con, do nó không biết có bị cái gì á, cái con đường ngay đây nè bà con. À, cái tay lái mình là muốn có kẻ kiểu mà nó đảo luôn bà con. Chắc do trời mưa đường nó lồi lõm với lại nó dằn nó sóc nhiều rồi, ba mày còn chậm thấy là chạy giống như nó bồng bềnh vậy đó. Rồi bây giờ mình đi vô cái phần này là vô khu dân cư rồi. À, mình đã chạy chậm lại. Hiện tại 30 đang chạy là 53 cây số giờ nha bà.